tới tới thì ra không được, sợ thả ghe mà. Ủa xa. Bạn xem chiếc ghe này chạy ra nha. Chiếc này là máy của mình nha các bạn. Đây, cái đò đây cũng nổ máy rồi. Ở đây chiếc như vậy mình cũng gọi trên đò nha các bạn. Còn mấy ghe kia, cái ghe mà người ta đi làm đồ đó, đánh bắt đồ đó mình mới gọi là chiếc ghe. Còn những chiếc chở cá của mình gọi là chiếc đò, địa phương mình gọi là vậy á. Mấy chiếc này các bạn đừng khinh thường, chị dữ đó các bạn, chạy còn hơn mấy chiếc ghe như vậy luôn á. Máy xài cũng lại mấy cánh quạt nhỏ nhưng mà nó tua lẹ lắm. Ô trời ơi, rồi chiếc đó kéo chiếc này ra, do nước chảy cái này, nước chảy nó tấp vô cả không biết ghe tới thì ra không được, sửa tạ ghe mà. Ủa cào phía ngoài sao. Thả dây. Đó, còn anh đò này lại kéo chỉnh anh đò kia. Mấy chiếc đò chở cá hơi bị bự, mấy chiếc đây mà về làm ghe cào ok luôn á. Đầu tư ghê gớm lắm các bạn, mấy chiếc mà chở cá này mấy chủ vựa có tiền đầu tư. Gỗ đóng toàn là gỗ dày không, 4-5 phân không đó nha, nhỏ nhỏ kìa, nhỏ nhỏ nha, đóng 4-5 phân rồi các bạn. Rồi chiếc này lại bây giờ cập cảng lại, kéo chiếc kia ra, bây giờ chiếc này cập vô cái bóc đồ lại mọi người. Đầy nước nó tấp quá mọi người, nước nó tấp vô cảng à, chạy vô đây tấp vô cảng à. Cho nên cặp cảng mà nước nó chảy ngược là dễ cặp hơn, còn nước chảy xuôi nó hay tắt. Chảy ngược mình chạy là cái tốc độ nó giảm cặp nó dễ. Mà nước chảy xuôi nó tắt vô cái cảng đây là lột được cảng. Giờ này chỉ có những chiếc ghe nhỏ nhỏ đồ mới chạy được thôi nha các bạn, cái này nước cạn này. Mấy chiếc nhỏ nhỏ vậy thôi, mấy chiếc bự là chạy không có được, nước cạn lắm.
chiếc kia độc neo rồi. Cái đó độc neo lái nha mọi người, để giữ lái và đưa vô đây cột chung dưới cái ghe này cho nước nó chạy, nó khỏi có bị bê, nó bê ghe nhiều lúc nó tán nó vô cảng đây, nước nó xuống là vô nó cặp, nó kẹp vô là chân nước lên lại là nguy hiểm cho ghe đó. Nhiều chiếc bị chìm cũng vì cái vụ đó các bạn, nó kẹt trong cảng. Ở đây KG Kiên Giang nha mọi người. Ở chỗ mình đây ghe Kiên Giang cũng hồi trước không có nhưng bữa nay cũng nhiều lắm á. Rồi các bạn vừa xem video qua những chiếc ghe nổ máy của mình. Chúc các bạn vui vẻ. Và hãy nhấn nút đăng ký, nhấn cái chuông để có video mới xem nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn, mình là Cuộc Sống Dân Biển.